Mọi người có tin không? Tôm, mực, ốc các kiểu. Tổng cộng chắc cũng tầm gần 3kg mà giá của nó là... Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Yến Nhi TV. Hôm nay chúng ta sẽ có một hoặc hai chiếc vlog. Tại vì mình nghĩ nếu mà cái video này nó quá dài thì mình sẽ chỉ làm hai. Mình sẽ ghi lại cái chuyến đi 3 ngày 2 đêm mà tụi mình hôm nay sẽ đi Vũng Tàu và đi Phan Thiết. Và các bạn hãy cùng theo chân mình sẽ đến hết video để xem là trong chuyến hành trình này tụi mình sẽ đi những đâu, ăn những gì và khám phá những gì nha. Ok, let's go. Xin chào mọi người, lại là Trùng Dương TV rồi. Yến Nhi TV đây. Xin chào mọi người. Hãy đón xem. Nhưng mà Hoàng Anh, sau cái clip tiền con bố dạ, mấy bạn kêu là anh có muốn đi diễn hài không? Ủa, anh đâu có hài hước đâu mọi người, anh chạy cũng chết, anh đâu có hài hước chút nào đâu, anh không cần hài hước. Nhưng mà mấy bạn nhận ý là sau cái clip đó anh có nhu cầu và muốn đi diễn hài không? Anh có hy vọng đó. Mình collab đi. Mình collab thì mình vừa hát, vừa diễn hài. Đúng rồi. Chắc mày nhạc nhạc nước miếng, bị nước miếng, nhạc như nước miếng mà. Tại vì mày nhạc nặng quá. Trời ơi, trời ơi. Rất là nhạc nha, không phải nặng nào một chút xíu nào. Ủa, tôi nói tôi có mặn người ta đâu. Tôi bố là lâu mà tôi nói là tôi không bao giờ nặng nào được người ta đó. Tôi rất là nhạc nhòa, hiểu không? Thì bây giờ tôi mới phanh phui ra cho mọi người biết là anh nhạc cái độ nào đó. Nhạc cái độ còn cái mình biết là phải chăng. Chưa đủ cái sự mặn mòn của anh. Thiệt là đau lòng. Buổi sáng của tụi mình là bún bò. Bún bò nhân 4 lần. Ở đây tô cũng nít nha mọi người, không sao. Ít ra mình nè, mình còn có hành, mình còn có rau muống. Ông Dương thì chưa bỏ rau vô trụng nha, đừng làm em ăn nhục nha. Đừng làm em ăn nhục nha, đúng rồi anh ơi. Đâu em? Dạ đây. A few moments later. Đây mọi người, mình sẽ cho mọi người thấy sự khác nhau giữa tô bún bò của người thường và tô bún bò của danh hài. Oh my god. Tô bún bò mà như bò kho vậy mọi người. Tại con người nó được mặn nên bỏ sợ bỏ sự tương tự. Ok, bây giờ tụi mình đã tới Vũng Tàu rồi và hiện tại thì tụi mình đang ở cà phê Gành Hào. Lần đầu tiên mình đi cà phê này luôn mọi người, view đây rất là đẹp luôn. Tại bây giờ buổi trưa hơi nắng á, nhìn nó vậy thôi chứ buổi chiều xíu sẽ mình tin là sẽ rất là đẹp. Chào mọi người đến Vũng Tàu. Yeah. Yeah. Uống dừa đi dưa. Còn nghĩa là uống. Trời ơi, mới đem ra. Ông anh tôi còn chưa kịp làm xong ly soda. Chưa ai uống cho nên ai cũng còn nguyên cho ổng hết 3 cái dừa. Khát quá mà. Đi ăn cái tiền gấp đôi nha, chiếc xe tiền tôi đập á. Mình uống trà trái cây. Tiếp theo đó là chương trình ăn dọc bình thường thì buổi trưa sẽ ăn buổi chua nhưng không, chúng tôi đến Vũng Tàu chúng tôi sẽ ăn bánh khọt. Cái quán này là lần trước mình đến mình ăn rồi nhưng mà lần đó tại không biết cúp mọi người cho nên là chỉ quay ăn thôi chứ không có review viết hết. Hôm nay mình sẽ quay lại quay rõ hơn và review chi tiết hơn. Giờ mình sẽ làm một miếng. Giờ này mình ăn được rau rồi mọi người. Từ hồi mà thay da đổi thịt thay lưng quản lý thì giáo huấn về vấn đề ăn uống rất là nhiều. Bây giờ mình đã ăn được một số loại rau nhất định. Có hai điều mà mình rất thích khi mà đi ăn ở cái quán này. Thứ nhất á là mình được xem người ta làm bánh cọt trực tiếp luôn. Cách thứ hai á là về cái phần mà tôm mực á, nó rất là tươi, phần tôm mực rất là chất lượng, còn tôm mực rất là to luôn. Còn một dĩa như thế này có giá là 60.000 một dĩa, mình thấy khá là ok. Mọi thứ rất là tươi rồi rau các kiểu. Biết bao nhiêu lâu nay chúng ta bỏ qua một cái thứ rất là ngon ở trên đời này là không cuộn rau khi ăn bánh cọt. Nhưng mà không sao, mình nhận ra cũng còn kịp. Anh chủ quán mọi người me xin hô tôi tình nãy từ giờ mà cái tôi cắt máy là lại xin quê lắm. Anh ơi nhớ bấm cái chuông nha, nhớ bấm cái chuông. Trời ơi, em cảm ơn nhiều. Ok các bạn ơi, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ review cái nhà mới của mình tại Vũng Tàu. Thật ra là cầu đi nữa mọi người. Đây là cái chung cư mà tụi mình đã thuê ở Vũng Tàu. Thật ra là tụi mình chỉ có một ngày ở Vũng Tàu thôi, cho nên là tụi mình chọn ở chung cư. Và đây, view của tụi mình rất là xịn nha. Rất là xịn sò luôn. Nhưng đó là bầu trời nhìn xuống là mặt đất, nhìn ra xa là biển. Trời ơi, còn đứng ở đây là nhà.
đây có máy giặt. Ở phía này là cái phòng khách. Ở đây có một cái TV và một cái bàn sofa. Đáng lẽ là mình xí cái phòng này tại vì tổng quan cái phòng này đều là màu xanh. Có cả cái giường màu xanh nữa, một cái bàn và một cái tủ nhỏ. Và có cả bàn chân nữa nha mọi người. Cửa vào có một cái toilet, bếp. Rồi có sẵn tất cả mọi thứ luôn. Đây là phòng mình được anh quản lý phân cho. Nhưng mà hiện tại đang bị một thanh niên chiếm dụng rồi. Lúc đầu mình không thích cái phòng này là bởi vì cái ga giường màu hồng mọi người ạ. Mình có thể đổi thành màu xám. Rồi đây. My view. Cái gì thì view xong phòng này là phòng của tôi đó. Đây, phòng của Dương nè. phòng của Dương. Anh đi. Em ra. Phòng của Dương nè. Nhìn xuống mặt đất, sáng ngủ dậy nhìn ra là cửa nhà là biển. Trời ơi, cái này là view đỉnh nhất nhà mình luôn á. Còn có một cái bàn ăn nè, một cái tủ lạnh. Trời ơi, cái phòng này mình mất bao nhiêu á? 600 ngàn. 600 ngàn. Thiệt không thể tin được luôn á, 600 ngàn. Và theo như mình thấy luôn là vật dụng trong nhà đầy đủ. Oh my god, hơi đỉnh luôn á. Chung cư Melody ở Vũng Tàu, ở trên đường Hoàng Hoa Thám, từ 7, từ cái quảng trường Vivo rất là gần. Ok, bây giờ thì chắc là mình sẽ off máy, nghỉ ngơi rồi tắm rửa tí xíu. Chiều tụi mình đi tiếp và các bạn nhớ là theo chân mình xem đến hết video để xem là ngày đầu tiên ở Vũng Tàu tụi mình sẽ đi đâu và ăn những gì nha. Trời thiệt luôn á, cái phòng này đúng kiểu là nó dành cho mình luôn mọi người. Tới cái máy sấy còn màu xanh nó thích ghê luôn á. Ở đâu mà ông quản lý tụi ông kiếm được cái location này nó đá gì đâu á. Bây giờ là 5 giờ chiều và tụi mình đang có mặt tại Mũi Nghinh Phong mọi người ạ. Đây một cái chỗ rất là đẹp. Cái view nó rất là hoang sơ ấy. Ở đây có view mặt trời các kiểu nè. Chúng ta có thể đi lên cao hơn nữa. Nhưng mà ở đây thì tụi mình tìm được một cái góc rất là đẹp. Cho nên tụi mình đi chụp trước. Ai cũng mặc đồ trắng hết trơn của mình tôi. Mà hơi ở trong mình cũng có cái áo thun trắng. Cho nên cũng cứu lại được miếng. Nhưng ít ra ba mình còn có ba cái nón. Còn ở đây thì không. Người đàn ông không thấy mặt. Quýt trời ơi. Rất là nhiều người người ta chụp á, người ta chọn cái chỗ này để chụp. Cái view nó cao hơn và nó đẹp hơn. Mình nói nghe cho hay vậy thôi chứ mình mới lên lần đầu mọi người ạ. View cũng đỉnh hơn. Mọi người à, mọi người có tin không? Tôm, mực, ốc các kiểu. Tổng cộng chắc cũng tầm gần 3kg mà giá của nó là 300 ngàn. Dạ, mạnh dạn ghi địa chỉ ở đây nha mọi người. 300 ngàn mọi người ơi. 305 chị lấy 300 nha mọi người. Chịu khó. Bây giờ tụi mình sẽ đi mua rau cho mọi người. Mà đi mua rau thì không thể nào thiếu cho một con nghiện rau muống như mình. Cho em tầm 1,5kg rau muống thôi anh. 500g làm mì xào và 1kg là xào riêng với tỏi cho em. 10 ngàn bó. Làm nhẹ ăn chục bó. Làm nhẹ ăn chục bó. Đừng nghẹn nữa. Nhà mình còn gì đâu. Trời, cái đậu cay này ăn ngon lắm. Cái này mà tối uống bia đỉnh lắm. Hello mọi người, hiện tại tụi mình đang ở trong bếp. Nhưng mình sẽ quay cho các bạn xem một cái sự gọi là rất là trớ trêu đây. Nguyên một cái này là bao gồm có cá, có tôm, có mực. 305 ngàn. Nhưng đây nha, rau và rau và trứng, gia vị cộng thêm tí đồ nhậu, ba gói mì, các bạn biết bao nhiêu tiền không ạ? 300 ngàn. Không hiểu. Sau đêm nay là mình cam đoan với mấy bạn là mình sợ rau muống tới già luôn, tối mắt nó khổ luôn mọi người. Đấy. Như TV, thì nói gì đi em? Nói em sắp quá giỏi mọi người ha, một mình quấy lộn hết cái thao đô vậy. Thì hôm nay tôi được bọn trẻ dắt đi chơi, tập đủ đi những tàu thân thiết. Cũng bị dụ lắm đó. Thôi cùng ta đi thôi. Ăn vỏ tôm không mà đỉnh. Đỉnh đâu cho mọi người. Ta nói nghe con tôm cái vỏ thôi làm cũng hay nữa. Lúc là người phụ nữ gia đình. Người phụ nữ chưa chồng nhưng vẫn bị anh em trong nhà coi là người phụ nữ của gia đình. Mọi người công nhận không ạ? Dạ đây. Minh chứng thiết thực và rõ ràng nhất. Mấy cái này ổng đâu. Rồi, mời cả nhà xơi. Kéo ghế rộp rộp liền.
Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và đăng ký để đón chờ ngày